mọi người nha. Chương trình là bây giờ quán của Pé Don đang chương trình trang trí Tết cho mọi người. Tết đến xuân về thì mình phải đua theo kịp cho mọi người nha. Nói chung là tụi em á phải lăn lê bò lết giật từ hồi sáng sớm tới giờ. Rồi muốn đi cái bà thợ này lên từ Vũng Tàu lên bà thợ này hết 80 mấy triệu. Tiền trang trí đây không gần rồi 3 tỷ mấy á. Bán thì nói chung á là tại vì mùa xuân cũng sắp đến rồi. Em cũng như em làm những cái này cũng như là mấy chị em làm ở đây cũng như là muốn kìm một cái không phải gì cái mùa xuân mình ấm áp cho mọi người ở Việt Nam ở hải ngoại. Bây giờ em nghe nói là lỗ mũi có điện em nghe phải vô động thì có câu đề luôn cho mọi người nữa làm quen nói quá rồi. Em lỗ mũi từ hồi sáng tới giờ thì đồng hết rồi đó. Tới đây có thể xếp mấy người rồi. Đã muốn theo cái ông này sẽ nhắn đèn nó là cũng mất 5 triệu vàng đó. Đầu vô lúc đầu tư trời năm nay không làm ăn của chị chứ đầu tư gần mấy tỷ vàng để làm cái này cái này. Tết này có hết rồi không mà đầu tư quá. Rồi. Làm câu cầu thôi. Nói chung thôi thì mọi người ơi giống như là ở đây tất cả ai cũng đều em muốn một trang trí để cho cái cho không khí mùa xuân về á để ông tràn ngập ở đây để mọi người ơi những người mà không có về quê được á thì hãy đến đây nha. Tại vì anh chị em đi của tụi em á rất là dễ thương, gần gũi và hòa đồng với khách hàng lắm. Mọi người đến đây đi rồi đi mình hãy đón mùa xuân thật là ấm no và hạnh phúc ở đây luôn. Tết năm nay là tao đâu có về quê luôn nha mọi người. Về quê, mỗi năm em về quê, em về quê, ở đây bán. Ở đây bán không hả? Năm nay nghỉ nhiều quá. Tại vì do năm nay em nghỉ nhiều quá rồi. Như là hôm nay là có duyên là mình làm ở đây thôi, mình ở đây mình bán luôn, bán cho vui, vừa có thêm thu nhập mà được vui nữa. Tết mọi người ai muốn đón cái này tụi em lại đây luôn. Qua mai rồi đó Tết. Bây giờ này tình hình là còn có 8 con heo bây giờ phải bỏ vô đó làm cái vô đầu tư mấy tỷ đây. Mấy tỷ đó anh. Em nói ở không được. Nói chung á tiền bạc không có quan trọng là không làm sao cho đẹp để cho mọi người biết được cái mùa xuân Tết rất là gì về rồi vui vẻ đi. Bây giờ em nói mọi người nghe nói cái con heo đó mỗi cái con tỷ đó. Mỗi con tỷ anh. Mỗi con tỷ đừng có ai ăn cắp cho mọi người nha. Heo này em nhập ở bên Bali về đó không có ai ở Việt Nam không có đâu. Mai này của Úc, mai thiệt luôn, bây giờ nhìn vậy chứ thiệt đó, không phải giả đâu nha. Bà thợ nè nó, bà thợ, trời ơi, bà thợ thì không á, trang trí từ 40 mấy triệu, mọi người thấy không? Thấy đơn giản không? Cái gánh ở đó. Vậy thì mốt này em đến đây em sẽ mang bánh tét ở đây, gánh cái vòng vòng bán cho mấy anh chị em ở đây. Định nó để cái nồi bánh tét đây nấu đốt lửa đây luôn. Cái nồi bánh tét đó hả? Định nấu ở đây không? Có báo không? Không. Cái gì mà có lợn cái này nó đẹp em. Ấm tính ra là sữa ai mà tao quê nó. Đáng giả thôi, có đâu. Thiệt uống đi, nói cho mấy người đòn. Thiệt chứ công an phường có lợi hay gì. Trời ơi, bà chủ Đầm Sen lại liền khỏi công an phường 1 phút 30 giây. Coi. Ê. Rồi anh làm từ từ thôi nhanh đừng có bắn tùm lum tà la rồi keo nó xịt ra đó nha. Bắn cái gì? Anh bắn keo kìa, anh bắn keo nói bắn keo. Anh zoom này đi anh. Dễ thương không? Tiệm ăn Pé Don trời ơi. Đó, check in là mọi người sẽ làm mấy cái này có âm mưu hết trơn hiểu không? Để cho mọi người chụp hình để nhớ chụp hình cái tên của em vô nha. Tất cả này là cây nhà lá vườn á, tự làm, tự vẽ, tự dán lên hết. Làm ở đây vô. Ôi đó, xuất sắc nha mọi người lên nè. Cái gì? Đó đúng rồi đó. Bé Ba, cái cảm xúc của bé Ba mà khi mà bé Ba làm cái này nè thì bé Ba cái cảm xúc như thế nào nè, nói cho chia sẻ với mọi người coi. Dạ nói chung á là ngày hết Tết cũng gần đến rồi, nói chung là em làm lên cái này thì em cảm thấy là ấm cúng anh, em cảm thấy ấm cúng anh. Tại vì thấy Tết á với lại xuân nó gần đến rồi, nói chung là gia đình ai cũng vậy, Tết á mọi người mọi nhà đều sum họp với nhau, cảm thấy rất là ấm cúng, rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ nha. Và thấy xuân cũng gần đến rồi, nói chung là cũng ngập tràn niềm vui, tiếng cười. Đó thì bây giờ nha mà dạng như á thôi làm mà không có đủ điều kiện để về quê á thì mọi người đến đây đi, đến đây chơi với tụi em. Trời ơi vui lắm. Mọi người biết rồi, BD mà nó quậy chấn động. Vì chị Hương ở Đầm Sen Square á có đại chợ cái loa nữa anh. Tối nay sẽ hát luôn, hát dạng như không? Mấy bố của tụi em phải diễn thời gian để cho mọi người xem. Trời ơi, vậy quá, chính tập nội luôn đi. Không, để lộ, không có đậu bàn. Với lại làm mặt làm mài rồi ra đây giỡn đồ phấn rồi nó dơ lắm. Trời muốn bán mà, mình đâu có đứng chết một chỗ đâu mà mình làm lộ được. Trên sân khấu thì khác, ở đâu mình dơ quá. Năm nay của em như thế nào? Và năm nay của em á, em rất là bằng Tết luôn cậu. Sao anh? Đã bằng Tết luôn cậu. Bán xuyên suốt Tết không nghỉ. Bán suốt Tết. Bán là Tết luôn. Thì mỗi năm á là không em sẽ nghỉ Tết em về quê, nhưng mà năm nay này em không có nghỉ Tết, em sẽ bán xuyên suốt luôn. Hai chỗ luôn hả? Chỗ này. Không, em bán ở đây thôi, cũng tư nghỉ. Chỗ kia là 28 Tết, 29 Tết nghỉ rồi. Nói chung thì em tập trung qua đây hết. Và tất cả anh chị em ở đây luôn, thì mọi người ơi, Tết á, tụi em sẽ bán xuyên suốt, thì mọi người có rảnh thời gian cứ đến đây để ủng hộ, mọi người vui chơi luôn. Nghe nói là hội chợ năm nay là làm cũng chấn động lắm đó nha, không có vừa đâu đó. Đặc biệt là em Nương cái đêm giao thừa quá, anh Nương nghe nói tụi nó cái đêm giao thừa năm nay xuất sắc lắm đó. Không thì giao thừa mình đóng về quê được thì mình đón giao thừa ở đây luôn, giống như tấp tay gì đó. Vui quá trời vui đó, có sao đâu. Em nhớ là năm nào em cũng về nhà á, rồi gia đình em lì xì em, mấy năm nay như gia đình em cũng thấy lì xì. Để em nhớ cái nhà của em hả chị Ba hả? Cái con này thì tình luôn, mỗi lần mà nói tới là tiền. Nè đó chưa? Đừng có ăn cắp cho mọi người nha. Em bỏ vô đây nè, mỗi bao là 3 triệu. Thì đó, giống như là khách hàng là thân thuộc đến đây em tặng cho mỗi người, ai muốn lấy gì lấy, hiểu không? Ai muốn lấy 1, 2 bao, 3, 4 bao cũng được, mỗi bao 3 triệu. Mà hiện tại ở đây là có 50 bao, bao 3 triệu là có 150 triệu rồi chứ nhiêu. Mấy tỷ có là vợ được, không lẽ như đây là bao đâu. Nhưng nhanh quá sao? Bởi vì em nói với mọi người nha, khuyến cáo mọi người đừng có vô đây ăn cắp nha mọi người. Thôi đừng có bàn tay liếng thắng rồi mà lấy mấy cái bao lì xì của tụi em tạo nghiệp để tụi em trang trí đó. Làm bây giờ được không? Dâm quá à. Đó ngồi thôi cũng dâm vậy. Chứ đừng có nhúng vậy ba ơi, người ta đang quay hình mà chị nhúng hoài. Anh thấy tụi làm của ok em. Không quê đâu. Tại vì mà ở đây á, ai cũng làm, giống như mọi người có ngành mai thì nó sẽ đẹp hơn. Đó thấy không? Đó đầu bánh tét thiệt luôn nha mọi người nha. Nè, làm cái này đầu bánh tét thiệt nha, thấy chưa? Cái này là tự làm luôn á nha. Đó, lấy mấy những cái lon, những cái chai nhựa tự làm. Em tin chị Hương á, ra sao là mấy cái lon này xong đi rửa lại, xong em chụp cái giấy báo á, giấy bông á mình dán lại, xong cái mình làm mình cột mình rửa hai cái đầu bánh tét lại. Ở trong đám cưới á, rất là đẹp luôn nha. Đó trái dưa hấu cũng trái dưa hấu, chân tùm lum tà la hết trơn. Các bạn thấy con nghe đó. Xuân này em hát khúc dân ca, hát con sớm làng cô bác gần xa. Một năm nữa đây. Thôi bây giờ đây em chúc Tết nha mọi người. Chúc hết mọi người năm mới lên. Nhà nhà con ơn tao ngót bạc, con cháu thành đạt lúa gạo đầy kho. Sứ phạm cửa nhà chúc mừng năm mới, một năm mừng tuổi chúc hết mọi người. Một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước. Sức khỏe là chứa mơ đơn, tiền tài, cả nhà gái trai sống đời sung sướng. Sống đời cái mà sung sướng đó mọi người đó. Bài gì mà? Bài gì anh? Tết rồi, Tết trong thì mọi nhà đó, bài gì đăng? Bài gì? Chị Ba Tết rồi là bài gì? Có thuộc không? Hát lại đi gì vậy nè. Tết đến rồi, Tết đến trong tìm mọi nhà. Ngày Tết đến muôn nơi. Này em thơ khoe áo mới. Này em đi lễ chùa. Không tới thường, có câu một quá trời. Trời ơi, bao nhiêu này tặng mọi người bấy nhiêu nha mọi người nha. Đó nói chung là quan trọng là tấm lòng thôi với tụi em. Tuy hát dở nhưng mà hát vui nha mọi người. Thấy cái điều dưa hấu đỏ thì là biết nó bị đỏ kìa. Ở mùa xuân ở đó người ta đặt hay. Nếu mà dưa hấu thì nó là trẻ ra mà đỏ là năm đó nguyên năm đỏ tươi luôn. Đó, tụi em trẻ là đỏ quét luôn, năm nay đỏ lắm luôn. Cái này đấu hường đúng không? Đấu hường. Trước nãy em định ăn luôn. Em định ăn luôn, em nói thiệt. Đúng rồi mọi người, vậy nghe mùi hủ rồi. Thôi bây giờ có lời chúc Tết cho mọi người không nè? Đó, bây giờ chúc cho mọi người. Thì bây giờ em với bé Don cũng xin chúc cho mọi người đó. Trước tiên sáng không ăn sáng không? Trước tiên là em Ý Lan chúc cho mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, làm đến đâu làm thắng đến đó cho mọi người nha. Đó em sẽ chúc cho mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, chung là tiền vô